họ mang hòm bia Thiên Chúa vào nơi cực thánh và mây bao phủ nhà Chúa và trích sách các vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, các kỳ lão Israel cùng những thủ lãnh các chi họ và những trưởng gia tộc con cái Israel đều tề tụ trước mặt vua tại Jerusalem để cung nghênh hòm bia Thiên Chúa từ thành David, tức là thành Sion. Trong ngày đại lễ nhằm tháng Itanim, tức tháng 7, toàn dân Israel tụ họp quanh vua Salomon. Khi các kỳ lão Israel đến, các tư tế liền khiêng hòm bia và mang hòm bia Chúa đi, mang cả nhà tạm giao ước và tất cả những đồ thánh trong nhà tạm. Các tư tế và các thầy Lê Vi phụ trách khiêng đi. Vua Salomon và toàn dân Israel tề tụ quanh ngài, tiến đi với ngài trước hòm bia và tế lễ vô số chiên bò không kể xiết. Các tư tế khiêng hòm bia Thiên Chúa đặt vào nơi đã chỉ định tại đền thờ, nơi cực thánh, với cánh các tượng vệ binh thần. Các tượng này ra cánh trên nơi để hòm bia và che phủ hòm bia và các đòn khiên. Trong hòm bia không có gì khác ngoài hai bia đá mà Mô-xê đã đặt vào hòm bia ở núi Horeb. Lúc Chúa lập giao ước với con cái Israel khi họ ra khỏi đất Ai Cập. Khi các tư tế lui ra khỏi cung thánh thì có mây bao phủ nhà Chúa, vì mây mù nên các tư tế không thể đến đó mà thi hành chức vụ. Vì vinh quang của Chúa tràn đầy nhà Chúa, bấy giờ Sơ-lô-môn nói rằng: Chúa đã từng phán sẽ ngự trong đám mây, vậy tôi đã xây các ngôi nhà làm nơi ở cho Chúa, một nơi vững chắc Chúa ngự đến muôn đời. Đó là lời Chúa, ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia. Phúc âm. Tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới miền Genesaret và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra người. Họ liền rảo chạy khắp miền và nghe tin người ở đâu, thì khi những người đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ người vào làng trại hay đô thị nào, người ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin người cho họ ít là được chạm tới gấu áo người, và tất cả những ai chạm tới người đều được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Chạm đến Chúa để được chữa lành. Chúa đi tới đâu, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ngoài đường, ngoài chợ, và xin người cho họ ít là để chạm đến tu áo tròn của người, và bất cứ ai chạm đến thì đều được khỏi. Suy niệm lời chào cửa miệng của nhiều người là chúc sức khỏe. Nếu chẳng những mai phải ốm đau bệnh tật, thì chạy đô chạy đáo vái tứ phương mong gặp thầy gặp thuốc để được lành cả. Bệnh tật hầu như là điều không thể tránh của cuộc sống sinh lão bệnh tử. Mặc khải cho chúng ta thấy chiều kích sâu xa của bệnh tật có liên quan đến tội lỗi. Vì Chúa Giêsu chữa lành mọi bệnh hoàn tật nguyền, chẳng những biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa, và hơn nữa còn là dấu chỉ ngài là đến cứu thế đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, là những bệnh tật của tâm hồn. Chúng ta thật là diễn phúc là con người phàm hèn, đầy giới hạn và tật quyền nơi thân xác và trong linh hồn. Nhưng ta có Chúa là thầy thuốc tuyệt vời, không ai đến với Chúa mà không được chữa lành. Hãy bắt giữ những người Genesaret mau mắn và tin tưởng đến cùng ngài trong kinh nguyện, trong lời Chúa mỗi ngày, cách đặc biệt trong tích thánh thể và hòa giải. Chúa đã đến và ngài đang hiện diện ngay giữa chúng ta. Mời bạn đến với Chúa để được chạm đến Chúa và để được ngài chữa bệnh. Sống lời Chúa trong giờ kinh tối trong gia đình, chúng ta hãy dành một phút tĩnh lặng để xét mình, để nhận ra mình là kẻ có tội và xin Chúa chữa lành. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con đến với Chúa mang theo mọi tật nguyền có lỗi của đời con, cả thể xác và tâm hồn. Xin Chúa thương xót và chữa lành cho con cả thể xác và tâm hồn con. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.